Ở đây Trang có một cái bài nghe đã từng xuất hiện trong đề thi topic số 35 câu hỏi số 1. Từ câu 1 đến câu 3 là ba cái câu dễ ăn điểm nhất nên các bạn đừng quên các bạn nhé, đừng làm sai câu này nha. Bây giờ chúng mình cùng nhau tìm hiểu xem với những cái bước, những cái tips, những cái kỹ năng mà lúc nãy Trang đưa ra thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài này như thế nào nhá Ở đây Trang có, khi các bạn bắt đầu nhìn thấy một cái đề như thế này mình sẽ cố gắng lướt thật nhanh qua. Mình lướt xem tương tưởng là à, bức tranh số 1 có nội dung như thế nào đây? Hai người đang ở đâu ạ? À? Quán cà phê đúng không? À, người nữ là khách còn người nam là phục vụ chẳng hạn. Câu thứ hai thì gì? có vẻ như hai cái nhân vật này đang ở trong gì ạ? Ờ, một cái tiệm giặt là đúng không? Câu số 3 thì hai vợ chồng đang ở nhà ví dụ như vậy chẳng hạn và câu thứ tư là ở đâu đấy ạ? ở bách Hóa đang mua quần áo đúng không? thì mình sẽ cố gắng nhìn lướt qua thật nhanh mình đoán cái nội dung của của cái bài này sau đó thì mới bắt đầu nghe các bạn nha. bây giờ mình cùng nhau nghe xem nội dung của nó sẽ là gì và mình sẽ chọn đáp án nào trong số bốn đáp án này nhé. 이거 좀봐 주실래요? 옷에 커피를 쏟았어요. 어디, 좀 볼까요? Hmm, 세탁하면 깨끗해질 거예요. 언제까지 해 드리면 돼요? 내일까지 해주세요. Ừ, vậy các bạn đã nghe được cụ thể cái nội dung đoạn văn chưa ạ? Rất là ngắn và rất là dễ đúng không? Vậy bây giờ mình cùng nhau xem thêm thử là cái, cái đoạn văn, cái đoạn hội thoại vừa nãy có nội dung gì nào các bạn nhá. Ở đây chẳng có cái phần ở trong cái phần box này là gì đây ạ? À? Transcript của đoạn nghe vừa nãy đúng không? Bây giờ mình xem đoạn nội thoại và có tất, tất nhiên sẽ phải có yếu cha và làm cha rồi đúng không? Để chúng mình dễ phân biệt hơn. Thì người con gái nói cái gì đây? Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem thử là nội dung của bạn này là như thế nào nhé. 이거 좀 Hôm trước các bạn ở ừ, sơ cấp các bạn đã được học cấu trúc ấy đấy yêu, đúng không ạ ở trong sách người ta có thể dạy cho các bạn là viết là như thế nào ở cấu trúc rủ dê đúng không nhưng mà ngoài ra ở đây chúng ta có thể hình dung ra được là gì đấy ạ câu này mình sẽ dịch là gì à các bạn có thể xem cho tôi cái này được không ạ à, nhìn cái này cho tôi được không ví dụ như thế được chưa Tôi nhìn cái gì đây ô sợi coffee를 sốt 소다 cái động từ này có nghĩa là đổ xuống đó các bạn ừ, thì coffee를 소다스려 nghĩa là gì các bạn ơi à, cà phê nó đổ xuống áo rồi ô chưa thì trong cái tình huống này khi mình nghe cái đoạn đầu tiên thôi là mình đã có thể đoạn đã có thể chọn được đáp án rồi đúng không? Các bạn cố gắng nghe một cách nhanh nhất và chọn đáp án nhanh nhất. Thì ở đây mình sẽ chọn được đáp án 2 rồi bởi vì trong ba cái này thì chỉ có cái một và cái 4. Cái 3 thì có vẻ hơi liên quan một chút đúng không? À, nhưng mà một và 4 thì có thể loại được rồi. Bây giờ mình xem tiếp nha. 어디 좀 볼까요? 어 어디 좀 볼까요? Ở đâu tôi xem một chút nào ý là như vậy được chưa ạ? Ừ. 세탁하면 깨끗해질 거예요 nghĩa là gì à các bạn? Cetacamion, cấu trúc gì đấy ạ? À? Nếu đúng không cấu trúc giả định đúng không? Nếu cetacada giặt đúng không ạ? Nếu chúng ta giặt áo này thì sao? Cacupectech có Cấu trúc ao chỉ là đi với tính từ thể hiện sự thay đổi một trạng thái nào đó đúng không? thế gì đã trở nên sạch sẽ hơn và như nào ấy? Có hề sẽ là như thế cấu trúc dự đoán đúng không ạ? À, dự đoán ở trong tương lai đúng không? À, nếu mà giặt thì áo sẽ sạch hơn thôi đúng không ạ nhưng mà ở trong câu 3 này cũng liên quan đến xe thác thế nhưng mà nó có cà phê đổ lên đây không ạ à, không có cái tình huống đấy đúng không ừ. vậy đọc đến đây thôi mình đã tìm được đáp án đúng rồi thế nhưng chúng mình cùng nhau đọc hết xem xem nội dung của đoạn này sẽ như thế nào nhá dạ ấn dây cắt chi hết đi thế hết đi đá hết chủ thế nhưng ở đây vì ta người ta đang nói chuyện với khách hàng đúng không nên sẽ dùng kính ngữ ở đây ở thứ đi đá là kính ngữ ở diện dạ, chủ đá đúng không thì đây người ta sẽ dùng câu là hết đi thế mình sẽ tức là đến bao giờ thì Uh, thì ok thì thì mình đưa cho bạn từ đây người ta bảo là gì để ca chi hết cho chưa ạ ca đến ngày mai đúng không vậy đáp án của câu này là gì à các bạn ơi à, đáp án số 2 đúng không sau khi mình đã phân tích tình huống xong rồi mình thấy ở ngay câu đầu tiên cà phê đổ vào áo một phát là mình đã chọn đáp án gì rồi ạ à? đáp án 2 rồi đúng không thì đấy là cái cách mà các bạn có thể nhìn thật nhanh để các bạn chọn đáp án đúng vậy những cái dạng câu đơn giản như thế này mình xem xem thử là ở những dạng bài khác ở những cái đề thi topic khác liệu nó có đơn giản như vậy hay không các bạn nhé